Ba Rùa xin chào bạn. Mình đang ở huyện Cần Đước của tỉnh Long An. Hôm nay về đây theo anh em đi săn bắt rắn với bạn. Thì mình theo anh Giang của nhóm Trường Giang săn bắt TV hả bạn. Như bạn thấy thì anh Giang với bạn Hoàng đang tìm dấu rắn ở trên cái gò trên phía bên đây. Như bạn biết thì vào cái mùa khô á, rắn nó sẽ ít đi ăn mà nó sẽ trốn trong hang nhiều hơn, nó ít có ra ngoài hơn mà nó sẽ trốn trong những cái hang, trên những cái bờ gò cao hoặc những cái đám lau sậy tùm cao trên như thế này thì mấy ảnh sẽ đi tìm hang. Thì thực sự con rắn nó không có làm hang, nó không thể làm hang bạn, mà nó sẽ vô nó hang con chuột, nó ăn con chuột rồi nó ở chiếm hang nó ở luôn. Giờ mời bạn cùng theo nhóm của anh Giang đi săn bắt rắn nha bạn. Anh Giang nói ở đây còn con hổ dện khoảng 2,5 kg trên bạn. À, thấy dấu nó trên đó đó anh. Như bạn thấy thì anh Giang anh đang coi dấu rắn bạn. Không có. Chào nha. Chào anh Giang. Mấy anh em săn cũng khá đông bạn, nhóm Giang chia làm hai, mình Hoàng, anh Giang đi hướng này, còn bên kia có Dustin, chứ theo bên đó có Phương, có Hào, có anh Hiền, thì có mấy anh em mình cũng chưa biết tên hết, đó, mấy anh em đang đào phía bên kia kìa. Mấy bạn nào mà thích xem săn bắt thì mấy bạn nhớ sẽ coi ủng hộ kênh của anh Trường Giang săn bắt nha bạn. Như bạn thấy thì ở đây là có những cái cánh đồng lúa vừa gặt xong, nhìn nó mênh mông thế này. Mấy anh em ta sẽ di chuyển rất nhiều, đi theo những cái bờ xung quanh ruộng hoặc là những cái gò cao để tìm dấu. Nói chung là anh em thích bắt rắn nhưng mà thấy có chuột là không có cho chạy thoát luôn. Lần đầu tiên dẫn Dustin mà đi theo mấy anh em bắt rắn như thế này. Cái khu trên quy hồi xưa có những anh em ở trên Tây Ninh ta xuống ta đi bắt rắn. Khu mình cũng còn rắn hổ đất đó mà. Ta đi bắt chủ yếu ta bắt kiếm rắn hổ, rắn độc lại bán được giá. Chó của bạn Hoàng cũng được khoảng hơn 4 tháng tuổi. Nó tên là mít, mít gì em? Mít lột. Mít lột. À, mít lột. Chó rất là khôn bạn. Cho để ngồi yên sao là nó nằm được. Thôi nó ngồi đi. Chở đi xa bao nhiêu cũng được. Mình thấy nó đào đào, mình tưởng lại nó kiếm hang hay ngờ nó đào kiếm chỗ nó nằm. Hàng đẹp, đặt tên mít lột là đúng rồi, 1 lít. Chút mà kiếm mồi không có là xử luôn. Có mực mà có đốm lưỡi nữa. Nếu mà chịu săn cũng rất là tốt. Con gì? Rác. Chuột. Chuột. Hello Dustin. Dạ xin chào. Có
có ổ rọ đâu nè mấy em. Làm hai từng hang ha. Heo đó. Bỏ nó sẽ chạy lên cho tao được quá. Bây giờ chụp nước chạy chụp luôn. Vòng 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 mới được. Nào. Mấy anh em ở ngoài sẵn sàng không ạ? Có chuột, có thấy ổ rọ bắt được chuột con rồi. Con bỏ luôn. Còn chuột thì chưa có rắn. Ngay đâu? Ngay anh, ngay bờ. Tâm đang chọt kiếm chuột chạy à. Đi xa không ạ? Có ở dưới ha. Nhiều con ngắt ăn qua đây nè. Dạ. Cái dài giờ chọt chưa tới thôi không? Đâu có tới rồi, chưa chích rồi chứ. Đến dây nào mà nó mới ra lận, chưa đây nào qua hết rồi. Chụp rồi đó, chụp rồi đó. Đó, đó, đúng rồi, đó, đó, đúng rồi đó. Chú đâu ta? Rồi trống rồi đó. Thì các bạn coi nguyên cái rọ chuột này. Ở đâu? Này chưa ổn nest inside there. It's crazy. Trời. Đâu? 2, 4, 6, 8, 10. Nãy quá. Nãy còn nãy 11 con bạn. Một đội banh này chứ đó. Nó ra nó phá dữ dội luôn á. Gì vậy? Đây 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 đây, chạy qua tới đây. Vô hang vô lùm này nè. Vô cái bụi hang này đó, hang này bao á. Soup sick. Dạ. Soup sick, get all the rats. Vậy là có rắn trong hang ha, chạy ra chạy vô. Nó nhấn mở. Chụp kìa, tâm chụp kìa. Bạn nào thấy ảnh hiện đang cầm đó là cái tổ chim các bạn. Chúc mình quay cận cảnh cho bạn coi tổ chim. Tổ chim này cũng khá đặc sắc tí nó. Chim. Đây là cái một cái tổ chim mà hình giống như con công vậy các bạn. Hình cái luôn. Đây là tổ chim vòng vòng. Đây là một cái con chim mà nó đang cái tổ rất là kỳ công nữa các bạn. Đây. Nó sẽ đi vô bằng đường phía dưới đây. Vô cái bọng tổ phía ngay đây. Thường tiêu chim vòng vòng nó rất là khôn, nó làm tổ những cây bần hoặc là cây bạch đàn mà có nhiều tổ ong bần, ong sắt đó các bạn. Ừ, nên những cái con người hoặc là con gì mà trèo phía dưới lên cũng rất là khó tấn công cái tổ chim vòng vòng này. Qua đây đậu nè. Trời ơi. Mấy bạn thấy ổ mặt đâu bên đây nè các bạn. Trời đó cô, nhìn cái ổ ông khủng khiếp mấy bạn ơi. Nhìn cái mặt bạn luôn á. Khủng khiếp luôn, như cái mặt bàn luôn kìa. Trời ơi. Để anh bến gần cho các bạn coi. Các bạn vừa thấy nguyên một cái đám đen này là ổ ong á, bằng cái mặt bàn luôn á. À, quấn cuối thì mới được, cái là chứ hơi đâu làm vậy. Anh phải quấn cuối nữa. Quấn cuối gì lá bác nè. Khủng khiếp thiệt các bạn. Thấy ổ ong khủng khiếp thiệt luôn á. Nó hơi khuất trong cái lùm đó chút xíu. Nhưng các bạn tưởng tượng nó như cái mặt bàn vậy. Một quyền cái đám đèn đó là ổ ong á. Mấy anh em tính bắt sao các bạn?
Tại bự quá, không có đem gì theo đựng đó. Khủng khiếp cậu không? Dưới đống lá này. Đã tới đó mà mất dấu các bạn, không có dấu. Đi đông quá đông mà ngày hơi nó chạy mất hết, trốn hết luôn. Ở đây có cái mương mà nó cạn xuống, mấy bạn coi cá rô nè, nó lên nó chui lên. Quá chừng cá rô luôn mà. Sâu không? Có rô bự không em? Có gì? Có rô tổ mẹ luôn nè. Âu đó có rô à. Rô bự không hả? Rô đồng. Này bóp dưới đất luôn, nó chúi dưới đó. Sâu dữ, chúi dưới. Ừ, có bịch luôn kìa. Chúi dưới. Lẩu giò chúi vô đây rồi nè, hai cái con chúi vô đây đó. Có cái lóc á, lóc có phóng cái lóc dạ. Lóc mới chạy cái dèo đó lắm hả chúi vô nhỏ con cá rô bự để đợi rô bự chua quá. Nó chạy ra sao rồi? Hai đứa con ra sao thôi. À. Thấy nó dễ. Chúi vô mấy cái đó, lỗ giò đó ăn rút cho. Chúi dữ lắm. Khôn lắm. Có cái rô bự quá bắt không được hả? Chúi xuống cái dấu chân của anh đó. Ở dưới sâu quá quỳ. Ôi nè, cái rô bự nè. Con cá lóc nó chạy qua chạy lại mà đứng nằm đâu. Rồi, dơ dơ cho em coi. Đó, đó chạy bá luôn. Bạn thấy có cái vũng nước nhỏ mà bắt quá chừng cá rô thôi.
này nè, cá mắc cạn. Còn cá lóc úp qua không lại bắt không được, tại nó không có chịu chuối nữa nằm. Mày hả? À? Lóc hả? À? Chốt mày. Ấn nó vô. Ê, có dừng dưới lưới nước à. Ngọt lắm à. Ngọt lắm á. Có vậy chứ mà ngọt lắm á, dân giả mà. Như đây là cái héo lắm à. Tại đi đây mình cũng không định hướng được chứ. Mấy cái vũng này nè bạn, quay trở lại mà câu cá rô mấy vũng này dữ lắm nè. Nguyên cái đám ruộng lớn này nó trọt không hết dưới đây. Nằm đó. Ừ, mấy anh thấy một ít. Này nó ít ít nha các bạn. Đó đó. Ít nhè, ít nhè. Trọt cái nó không ra giờ. Ra. Hột dễ mà không chịu ra nữa. Con gỡ nữa bạn. Đó, đó. Dạ. Áo. Rồi. Đây con ra. Lo nuôi chuyện. Đã kêu dục điếu thuốc đi. Hả? Dục điếu thuốc đi. Hả? Nhảy luôn xuống eo. Trời. Hết 200 gram. Dắt ra đi. Hí ra coi nói sao rồi. Thấy ra tùng luôn. Thiệt tình. Còn nữa rồi. Còn nữa rồi. Mùa này mùa khô nên ếch nó cũng chui hang các bạn. Tối nó cũng ra mấy vũng nước này nó uống nước hoặc bắt cá nó ăn. Nữa. Dạ. Chị nói đầu mưa mấy người ở xa người ta tới đây người ta bắt ếch đầu mưa bạn. Mỗi người cả chục ký ếch. Đây có cái dấu bối. Nè. Sống ra nữa vợ gì. Dấu bối ấy nè. Bố đó. Dạ. Cái quá ta. Chuột quậy ra luôn này. Lắm nè. Đập cái hang lại đi. Mình. Lúc kia nghéo luôn mình chưa tới mình. Ôi đất ơi. Cầm ra mà quay cho anh coi cái mặt kia này, này ít đực, ít cái. This is female. Female. Dạ. Ít đực nó có hai chấm này. À, hai cái bong bóng màu đen ở đây nó thổi. Cầm ra. Nãy con kia vàng ngon hơn con này nữa. Con nãy bự hơn. Con nãy bự hơn. Cho nên gấp đôi. Big old hole. Pull out a frog. Đã. Đã. Vô vô tới. Vô đó. Có đó. Cái này là vô vô. Có cái. Một người nào đó xấu.
nó hên dữ rồi hả? Giang tìm thấy hàng ếch. Hả? Đúng rồi nè. Đúng nó luôn rồi. Nhảy qua Frof. Frof. Dạ. Này là móc ếch chứ không phải móc cua. Cua. Cua ếch ở chung luôn hả? Ờ đúng rồi, ngon quá bạn ơi. Hay. Cái. Con cái nữa. Đưa lên. Lấy cua luôn anh. Nó không chịu con ếch này nó. À. Anh, em thấy cái ngay cái đầu dớn kìa, thấy con thấy cái hang gì á. Tiếp tục nè. Không có rắn là kiếm ếch nhậu. Rồi luôn rồi. Rồi, hả? Ôi. Cạnh bên đây đình này là bà con mình trồng mít nữa bạn. Này mình nghĩ là mít Thái. Cạnh bên là thanh long. Ờ, có ếch luôn kìa. Dustin. One more frog nè. Ếch. Bẫy luôn rồi. Bẫy nữa luôn rồi. Đâu đừng, đừng. Con gì đây? Số kìa bạn ơi. Đó. Hay quá. Bấy luôn hết luôn. Ôi hốt chết quá. À, hốt. Ồ, đã quá. Quá dữ. Đến nó mấy mương này bèo đẹp bèo lắm. Con từ hai con. Nãy giờ anh Giang anh nói nó nói giờ nói có mồi nói mới nổi. Ê, lên à. Lên nè. Mày không nằm ở dưới, mày nằm ở gì giữa hả mày? Nép nó nép vô ngắp á. Ê. Ô. Nhớ bẩn cái tay không? Khủng lắm à, ngồi đó. Lên. Hai cái sọ luôn. Wow. Trời hả? Hay quá bạn ơi. Này trúng ổ ếch rồi. Ếch quá chừng ếch luôn. Có hàng bự nữa nè.
Giang đang, Giang ca đang nghi ngờ. Ô oh, đúng thiệt thiệt thiệt. Oh, very big frog. Oh. Oh, đất ơi. Cái này là sự hợp tác rất tốt giữa hai người. Một cầu thủ môn, một tiền đạo và một thủ môn. À, pha với hợp ăn ý giữa giữa thủ môn và tiền đạo ghi bàn cho đội nhà. Anh Giang anh kêu anh Phương bịch tay, anh vừa thọc cái ngếch nhảy ra liền. So these guys do this every day. Ủa, dính luôn hả ta? Cua. Cua. Con cua thì con ếch nó nằm ở dưới con cua. Cua nằm lưng lửng hả? Mới là hàng ông sầu ghê ha. Cua đào cái đâu ếch gì cái đó. Mày hả bưởi, mày hả bưởi, quá trời quá đất. Chạy đi đâu? Chạy đâu? Long con cái này, chạy nó chết cò luôn. Nó bả hả? Dính rồi. Ôi hay, ừ anh dở cái lùm lên anh chụp dính luôn kìa. Con này nó ở bả bạn, không có hang. Anh dở lên cái chụp quá. À, quá dữ. Cao thủ khác. Anh dở lên chụp cái liền. Liều. Heroin. Công tình. Quang ơi, đây này. Hàng sao là có ếch anh Giang? Dấu nằm. À, có dấu nằm sát miệng hang ha. Nó lấp cái miệng lại. Anh Giang lấy tay móc ra thấy có dấu ếch nằm. Ok. Hồi nãy có mấy bà
bấm bấm tiền đạo kêu kêu cầu thủ kêu thủ môn qua rồi nè. Đi bấm lỗ bấm lỗ dừa luôn ha, lấy tay ấm cái dừa lên. Sự phối hợp ăn ý rồi, ok thế nhẹ vậy lên rồi nó lên cái mỏ nó luôn. Thủ môn này cũng rất là tốt nè. Rồi thì bị độc quỷ rồi. Chơi đi. Thủ môn làm chơi, gì vậy? Độc quỷ luôn rồi. À, nhảy nè, nhảy nè. Dạ này á. Quỷ rồi. Dạ này. Mẹ đồ có dính đâu? Con mẹ đồ có dính. Dính đi. Dính đó. Rồi, vàng lên con nữa kìa. Đó, nghe ọt cái đó. Rồi anh Giang bóc luôn. Rồi. Hay thiệt. Này tẩu không đãi rắn mà đãi quá chừng ếch luôn à. Ôi nè, chà vá lửa luôn. Em ơi. Đó, rồi, thôi rồi. Ít nhất cũng phải đây 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 đây. 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 Cái này tới to 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 hơn mấy người kia chút rồi. Đúng rồi đó. Vậy là một nồi ớt chín con rồi đó. Cái bờ đi làng này đẹp quá bạn. Bạn thấy hai bên có những cái cây điệp nhìn rất là đẹp. Hồi nhỏ mấy bạn mà lớn chắc như cũng nhớ hồi nhỏ mà không có gì ăn này là hái trái điệp này ăn nè. Mỗi cái bông nó sẽ ra một cái trái như thế này các bạn. Tách ra nó có cái hộp ở trong. Nó nhớt nhớt nhẫn nhẫn. Cái nhà kia là nhà anh em mình gửi xe đó các bạn. Rồi anh em mình kết thúc cái chuyến hành trình đây. Quay trở lại nhà của anh Giang để chế biến món ăn các bạn. Đây là mùa khô ở miền Tây. Các bạn nhớ ủng hộ cái kênh của Dustin nha các bạn. Việt Nam Miss Dustin nha. Giòn. Hôm nay chỉ hy vọng là có thể bắt được một hay hai con rắn thôi bạn. Nhưng mà để không có rắn mà được một con cò với chín con ếch. Chín con rồi nữa. Hy vọng là hai con rồi chín con luôn á. Ếch đồng miền Tây nè. Sáng mua sẵn hai hũ muối luôn, về ốp muối tướng. Con cò là anh Giang bắn được trước khi anh trên đường anh đi á, bắn được con cò này. Mình kết thúc clip này ở đây nha bạn. Bạn chờ xem clip giao lưu cùng mấy anh em luôn. Con cò sẽ thuộc về mít lột. Mỗi anh em được con ếch.